Tạ tổ chức lần thứ 250 với chủ đề là điều chỉnh áp lực cuộc sống. Sáng nay thì chúng ta đã nghe Hòa Thượng đã trình bày bằng những cái kinh nghiệm tu học và làm việc, cũng như là trải qua rất nhiều sự thăng trầm trong cái cuộc sống tu học và con đường thực hiện Phật sự truyền bá chánh pháp. Và những lời Hòa Thượng dạy đó là những cái đúc kết từ cái sự tu và sự học trong suốt mấy chục năm qua của Hòa Thượng. Thì hy vọng là các vị cũng đã cảm nhận được cái chìa khóa vạn năng để mở toang cánh cửa áp lực cuộc sống và để làm chủ được nó. Và hôm nay Quang Thạnh xin được mạn phép nói thêm một vài cái chi tiết với chủ đề này cho những người mà sơ cơ. Cụ của chúng ta thì nói những người cao cấp, thì bây giờ thầy dành một chút để cho những người sơ cơ, để chúng ta hiểu hơn nữa về cái chủ đề điều chỉnh áp lực cuộc sống như thế nào và cách làm sao để có thể đạt được nó. Thưa quý vị, lời dạy của Hòa Thượng chúng ta làm thế nào để điều chỉnh được áp lực cuộc sống thì không bằng cái chúng ta phải có được cái trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì chúng ta phải có cái sự thật tu thật học, tuệ sẽ phát sanh. Đó là điều mà Hòa Thượng đã dạy cho chúng ta. Thế thì giờ chúng ta muốn hiểu hơn nữa với chủ đề của ban tổ chức đưa ra, cái điều chỉnh này nghĩa là thế nào? Thế nào gọi là áp lực của cuộc sống? Chúng ta phải hiểu được nó. Khi nói tới từ điều chỉnh, điều có nghĩa là điều độ, điều hòa. Chỉnh là chỉnh đốn, chỉnh sửa. Áp lực cuộc sống có nghĩa là cái sức ép, cái nhu cầu quá cao so với sức lực của con người khi đang sống trong cuộc đời. Cho nên những cái đó gọi là cái áp lực. Thế thì điều chỉnh áp lực cuộc sống là ban tổ chức muốn nói gì? Muốn nói cho chúng ta biết được cái cách để tu hành phát triển cái tâm của chúng ta được an lạc trước cái sự áp lực của cuộc sống mà chúng ta đang đối diện. Cái nghĩa rõ của nó là như thế. Có nghĩa là phương pháp làm thế nào để mà chấn chỉnh lại cái áp lực cuộc sống mà chúng ta đã và đang đối diện, làm giảm lại để mà tâm chúng ta được an lạc. Cho nên cái từ điều chỉnh này mà so với lại cái chuyên ngữ Phật học của chúng ta có nghĩa là hai chữ thôi, không? Tu tập. Tu có nghĩa là sửa, không? Tập những cái tánh tốt, điều chỉnh lại, sửa lại những cái xấu thành tốt. Cho cái từ điều chỉnh này nó tương đồng với là cái thuật ngữ Phật giáo của chúng ta là tu tập. Mình có tu tập thì đối diện với áp lực cuộc sống thì chúng ta thấy khác so với những người không có tu tập. Đối diện áp lực cuộc sống họ lại có một cái tâm trạng khác. Giống như Hòa Thượng đã nói chúng ta, Phật và chúng sanh vốn một không hai. Chỉ vì chúng ta mê thì chúng ta thành chúng sanh, mà chúng ta giác thì chúng ta là Phật. Cho nên ở đây là các vị nhìn rõ được cái chủ đề mà ban tổ chức đưa ra. Khi nói tới áp lực cuộc sống thì chúng ta phải biết, đã là một con người sống trong cuộc đời giống như đi trong biển cả. Mà hễ đi vào trong biển cả thì không thể không có sóng gió. Đó là bản chất của cuộc sống, là bản chất của cuộc đời. Nếu chúng ta đi vào mà chúng ta đi vào theo cái hướng của chúng ta, đi vào cuộc đời mà theo ý của chúng ta thì chúng ta đi ngược dòng sóng thì chúng ta sẽ khổ. Một người có trí tuệ sống trong cuộc đời giống như đi trong biển cả, biết chắc là sẽ có sóng gió. Cái điều tiên quyết của chúng ta là không phải cầu mong cho không có sóng gió. Điều này là nó không thực tế. Mà trách nhiệm của chúng ta là gì? Làm thế nào để chuẩn bị tư lương và hành trang của chúng ta cho một người đi biển cả. Chuẩn bị buồm, chuẩn bị la bàn, chuẩn bị cho cái tâm của chúng ta được điềm tĩnh, giữ chắc cái buồng lái trước khi mà sóng gió đến. Điều này là điều Phật tử chúng ta cần phải chuẩn bị, chứ chúng ta không giống như những người không có tu tập, là thấy cái gì khó khăn là cầu cho nó không được khó khăn, thấy cái gì mà nguy hiểm cầu cho nó được an toàn. Cái cầu đó chỉ xuất phát từ cái sự tín tâm của chúng ta, nhưng mà mang cái chất là chất mong muốn, tham lam, thì nó sẽ không bao giờ có được cái sự yên ổn cho chúng ta. Cho nên Hòa Thượng nói rằng là người có trí thì mới làm được sự nghiệp, mới không làm những cái việc lỗi, và mới có được cái sự giải thoát, và mới nhận rõ được hành động làm chúng ta là đúng. Cho nên trong cuộc sống này, nếu chúng ta sống mà cảm thấy bị áp lực, có nghĩa là chúng ta phải quay trở về bản thân của chúng ta, xem rằng tại sao chúng ta bị áp lực. Điều này chúng ta phải moi ra, phải đi tìm cái nguyên nhân của nó. Cho nên Hòa Thượng có nói rằng cuộc sống người Ấn Độ, mà tôi đã sống 8 năm ở bên Ấn Độ, Hòa Thượng nói rất đúng. Tại sao người Ấn Độ người ta nghèo? Nhưng các vị đã từng đi Ấn Độ, các vị tiếp xúc người dân Ấn Độ, nó khác với lại người Việt Nam của chúng ta nhiều lắm. Và khi chúng ta tiếp xúc với những người ở nước ngoài, phương Tây, châu Úc, châu Mỹ, nó khác hẳn với người Việt Nam chúng ta lắm. Là bởi vì tùy cái cuộc sống của mỗi nước, phong tục tập quán, họ có được cuộc sống, họ có được một cái thói quen, lề lối, phong cách của riêng họ. Cho nên Ấn Độ đó, các vị biết á, những người mà lái xe rickshaw, giống như là lái xe xích lô mình vậy đó, là những cái con người đó rất nghèo, nghèo dữ lắm. Nhưng họ rất là tự tại, như Hòa Thượng nói đúng, họ rất là tự tại. Họ không có phải, mà họ cũng vẫn cần tiền, nhưng họ không giống như chúng ta là quá mức cần tiền. Họ cần là họ đi làm, biết đủ rồi là họ về nghỉ. Cho nên nếu giả sử mà các vị mà ở Ấn Độ đó, có dịp nào các vị đi khoảng 8, 9 giờ tối đó, các vị mà quắt một rickshaw đó là 10 chiếc, chỉ có 1 chiếc đi thôi. Giờ đó là nó kiếm tiền đủ, nó về nhà, nó không có đi nữa. Không giống như chúng ta. Đó là cái chúng ta cũng phải ghi nhận. Tại sao họ làm được như vậy? Bởi vì họ, cái chất đạo của họ dạy họ cái lối sống an lạc với những gì mình đã biết đủ. Mà Đức Phật của chúng ta đã dạy chúng ta là cái cuộc sống chi túc, biết đủ á, ít muốn mà biết đủ. Thì đó là cái tự họ sẽ làm cho họ giảm được cái áp lực trong cuộc sống. Họ nghèo mà họ có được an lạc, họ vẫn ăn, họ đâu có chết, đúng mà. Họ chỉ khác hơn chúng ta, họ xấu thôi, không có tiền mua kem để chét thôi, đúng không? Không có tiền để mua quần áo đẹp thôi. Nhưng họ không thể không có miếng ăn, không thể không có cái xà rông để quấn. Nó rất đơn giản. Nhưng ở chúng ta ở đây, tại sao chúng ta bị áp lực cuộc sống? Bởi vì chúng ta nô lệ cho cái bản ngã. Chúng ta mong cầu quá nhiều những cái mà ngoài sức lực của chúng ta, cho nên tự chúng ta chuốc họa vào thân. Chúng ta cảm thấy áp lực đó ngày càng đè nặng trên đôi vai của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta. Cho nên mãi mãi chúng ta không có được sự an lạc. Đơn giản như các thầy cũng vậy. Tôi đã thường nói các vị, các thầy đâu có tập trung cái đầu tóc của các thầy đâu, cạo vì không sợ xấu. Cho nên chính vì vậy mà các thầy an lạc, bởi vì không có tóc, được sự an lạc khi không có tóc. Còn các vị có tóc thì các vị không có được an lạc nhiều, mà có chăng nữa cũng ít thôi, phải khổ nhiều hơn, bởi vì lo cho nó, chăm cho nó. Nó khô thì mình khổ, mà nó bạc thì mình cũng sầu, có phải không à? Cho nên đó là cái vì mình muốn đẹp, Mình muốn nở mặt nở mày thì mình phải bị áp lực rất nhiều. Thì các vị tính coi, bản thân chúng ta lo cho chúng ta cũng đầy một cái áp lực rồi. Rồi bây giờ còn phải đi vào trong cuộc đời, làm sao có được sự nghiệp cũng là một cái áp lực thứ hai. Có được sự nghiệp rồi phải có được cái danh vọng nữa, là cái là thứ áp lực thứ ba. Vậy có được mãi mãi những cái chúng ta mong muốn được mãi mãi, áp lực ngày càng chồng chất. Cho nên chúng ta cảm thấy cuộc sống đầy áp lực. Còn đối với một người thiền sư, một người chuyên tu thì họ chẳng thấy cái gì là áp lực cả. Cuộc sống vẫn là cuộc sống. Cuộc sống mà an lạc thì không gọi là cuộc sống. Cuộc sống gọi là khổ đau cũng không gọi là cuộc sống. Cuộc sống là như vậy đó. Ai muốn sống thì phải như rứa. Mình phải biết nhìn như vậy. Cho nên các vị thấy Hòa Thượng chúng ta là một trong những vị lãnh đạo của Trung ương Giáo hội làm kiêm nhiệm nhiều chức vụ nhất. Các vị thấy không? Nhưng mà các vị có nhìn khuôn mặt của Hòa Thượng có bao giờ nóng giận như chúng ta không? Nhưng mà tỏ ra cái uy nghiêm có. Không phải là tôi nịnh nha. Tôi trợ lý cụ tôi gần, tôi biết. Tôi cảm hòa, tôi nhờ học rất nhiều ở điều của Hòa Thượng. Nhưng mà cụ giao người đúng việc. Cụ không bận tâm nhiều. Cho nên cụ có thể đủ kiêm được tất cả mọi ban ngành. Nhưng mà cụ điều hành được hết. Lý do cụ biết dùng người bằng cái tuệ. Và cụ không để áp lực, trấn áp được cái tâm hồn của Hòa Thượng. Cho nên Hòa Thượng không ham danh, không ham lợi, mà cũng không ham tiền. Bởi vì xem nhẹ mà Ngài sống bằng cái chất tu, bằng cái trí thức. Cho nên thật tu thật học, tự nhiên người ta tôn vinh, người ta mời làm. Khi còn có những sóng gió khó khăn, mời cụ đảm đương. Khi nếu giả sử giáo hội đã an bình, đã phát triển, cụ cảm thấy không cần để có thể hỗ trợ, thì cụ sẽ tự động lùi về. Cái giá trị của chính mình có thể chuyên tu nhiều hơn nữa. Còn như chúng ta đó, có chức thì muốn lên nữa, càng lên cao thì nếu mà té thì càng đau. Nhưng mà bởi vì đó là chúng ta lên bằng cái tâm tham, lên bằng cái tâm tính toán. Cho nên khi chúng ta đã không được, chắc chắn chúng ta sẽ phiền não. Còn Hòa Thượng chúng ta là không có tính toán, tự động thôi. Bởi vì người ta thấy được cái thực chất của Hòa Thượng. Khi người ta cần, Hòa Thượng làm. Khi người ta không cần, Hòa Thượng không làm. Giải thoát là chỗ này. Cho nên hồi nãy Hòa Thượng có nói là vậy. Chúng ta nhìn ngay Hòa Thượng thôi, không nhìn ai cả. Công việc rất là nhiều. Nhưng mà cụ làm gì là làm. Đến giờ là cụ ăn, cụ nghỉ là đến giờ là ăn nghỉ. Không bị lệ thuộc công việc. 10 giờ 15 cụ ăn cơm là cứ làm việc xong đúng giờ là cụ ăn cơm. Trừ trường hợp đi công tác về chưa kịp hoặc như thế nào đó là uyển chuyển thôi. Ngài sống điều độ như thế, có nghĩa là Ngài biết nhìn về bản thân, sống cuộc đời chi túc, biết đủ, và sống trong cái tinh thần giải thoát. Cho nên Ngài lúc nào cũng bình an cả. Mình gần mình phải học hỏi được. Tại sao mình không bình an? Tôi gần cụ tôi thấy bình an mà chưa được nhiều. Bởi vì mình còn chúng sanh nhiều. Tôi phải nói thiệt là như các vị thôi. Gần cụ thì mình cảm thấy cụ an lạc. Mà tại sao mình không an lạc được? Bởi vì mình bị áp lực công việc. Tôi có quan điểm đó tới giờ này. Là bởi vì mình chú trọng nó quá. Rồi cái sức mình không kham nổi. Cho nên mình bị áp lực thôi. Còn cụ của chúng ta là biết sức lực, có khả năng, nhưng biết chia sẻ cái trách nhiệm cho những người nào cần được chia sẻ. Ngài không ôm đờm. Cho nên Ngài lãnh đạo mà Ngài biết hết tất cả, mà không có tốn hao sức khỏe và trí lực nhiều. Như vậy mới gọi là người lãnh đạo. Như vậy thì chúng ta phải học được của cụ. Cho nên chúng ta quay trở lại chúng ta. Nếu mỗi con người chúng ta cảm thấy chúng ta bị áp lực, có nghĩa là chúng ta phải tự quay về bản thân, chánh niệm tỉnh giác, xét xem tại sao, nguyên nhân nào chúng ta bị áp lực cuộc sống. Bởi vì cuộc sống không mang cho chúng ta có áp lực, cuộc sống không mà làm cho chúng ta đau khổ, và cũng không làm cho chúng ta an lạc được. Đó là do tự chúng ta đi vào cuộc sống bằng tâm tham thì chúng ta sẽ bị khổ do từ áp lực. Nếu chúng ta đi vào cuộc sống bằng cái chất tu của người đệ tử Phật, biết tu niệm, bằng trí tuệ của người con Phật đi vào, chúng ta làm chủ được cuộc sống thì chúng ta vẫn có được sự an lạc không? Cho nên nếu nói rằng cuộc đời đau khổ thì tôi không nói, nếu nói cuộc đời an lạc tôi cũng không nói, bởi vì cuộc đời là khách quan vô tư. Phải nhìn được như thế. Cho nên cái áp lực đó là do tự chúng ta tạo, chứ không phải cuộc sống tạo cho chúng ta. Cho nên đừng nói rằng áp lực cuộc sống là do cuộc sống làm chúng ta áp lực, mà do tự chúng ta làm cho chúng ta áp lực thôi. Nói như vậy quan cho cuộc đời lắm, quan cho cuộc sống lắm. Và ngay cả Đức Phật cũng vậy. Khi Đức Phật nói cuộc đời khổ đau là cho ai, cho đối tượng nào, trong hoàn cảnh nào Ngài mới nói, chứ không phải Ngài nói cho bây giờ, cho tất cả chúng ta phải là như vậy, không phải. Mình phải nhớ một điều đó. Dành cho những người nào tham đắm trong cuộc đời, cho nên Ngài muốn cứu khổ, Ngài mới chỉ dạy này đau khổ lắm, phải có cái cách để giải thoát khổ đau bằng cách như thế, như thế, như thế. Đó là phương tiện cho những người sơ cơ. Ngài mới nói câu cuộc đời là bể khổ thôi. Còn người mà có trí thức, cuộc đời là khách quan vô tư, nó như là một bông hoa thôi. Mà đã là một bông hoa thì nó phải tươi, mà nó đã tươi thì nó phải héo. Đó là quy luật cuộc sống. Chúng ta không chấp nhận được như vậy, cho nên chúng ta mới bị áp lực cho cái vẻ đẹp, cái gì mà ham muốn của chúng ta. Ví dụ thấy hoa đẹp thì chúng ta muốn chưng thật lâu, đúng không? Muốn chưng thật lâu thì bây giờ chúng ta lại có chế ra cái thuốc gì bỏ vô nước cho nó giữ được lâu. Nhưng mà lâu được không? Chỉ vài ngày nữa thôi, rồi nó cũng héo, bởi vì chúng ta đi sai quy luật của cuộc sống. Muốn mà không được thì tự chúng ta chuốc họa vào thân thôi. Cho nên cái vẻ đẹp này là vốn có của nó. Nó đẹp rồi nó sẽ tàn. Con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta sinh ra ai cũng như ai, là một đứa bé trẻ thơ, vô cùng vô tư. Cho nên cái nụ cười hồi nhỏ chúng ta rất dễ thương. Nhưng bây giờ tất cả chúng ta lớn, nhìn gương chúng ta cười coi có dễ thương hay không, toàn là hai chữ áp lực thôi. Cho nên xuất hiện cái chữ gì? Nhăn mặt, nhăn mày. Cho nên đường hẻm ngày càng phát sanh nhiều. Vì vậy cho nên rằng, quay trở lại vấn đề như hồi nãy Hòa Thượng nói, nếu chúng ta không có lòng tham thì áp lực chúng ta sẽ không có. Nếu chúng ta không biết tiếp nhận những cái đúng theo sở trường, khả năng của chúng ta, thì từ chúng ta sẽ bị áp lực. Đó là điều hiển nhiên. Cho nên áp lực này sẽ xuất hiện cho những đối tượng nào không hiểu biết và giữ vững tâm tham trong lòng, thì chắc chắn không bao giờ có được cái sự an lạc hết. Xuất phát từ lòng tham. Cho nên quay trở lại cuộc sống của người Ấn Độ cũng vậy. Họ vẫn sống như chúng ta, cũng ngày này qua ngày khác, hơn nhau ở cái chỗ ăn ngon, nhiều món hay không thôi, nhưng mà cuối cùng bụng vẫn no. Đó là cái chung nhất của nó. Nhưng mà họ no, mình cũng no. Nhưng tại sao mình cực mà họ không cực, mà họ vẫn duy trì cuộc sống, mà mình lại cực, mình mau già? Mình phải hỏi lại. Người ta ngủ, người ta cũng ngủ. Các vị biết cái ông Brisa, mấy ông ngủ vô, họ ngủ chỗ hốc bò tó. Có nghĩa là trên một cái lề đường như vậy, họ ấy một cái tròi, giống như chúng ta đi, gọi là đi cắm trại hồi xưa đó. Họ rất là an lạc tự tại. Buổi trưa thì họ ngủ dưới gốc cây ở một cái khu vườn nào đó thôi. Còn mình á, mình ngủ là không được, bởi vì không có nệm, không có máy lạnh, ngủ không được. Ngay cả tu ở đây mà ngủ ở dưới đất rồi cũng không chịu nữa. Ăn cơm bằng hộp mà cũng nói là khó ăn. Làm sao chúng ta có được an lạc? Tu để làm gì? Là giải thoát. Chúng ta chưa giải thoát được, bởi vì chúng ta làm nô lệ cho cái bản ngã và cái sở cầu của mình quá lớn. Cho nên kết cuộc là gì? Mình vẫn sống 10 năm, Họ vẫn sống 10 năm nhưng mình cực hơn người ta. Họ chỉ hơn mình, thua mình cái chỗ họ xấu, mình đẹp bởi vì mình biết trau chuốt, mình có tiền. Nhưng mà cái đẹp đó nó không làm cho chúng ta được an lạc nếu như chúng ta không được an lạc bên trong nội tâm. Cho nên giàu không biết cách sống chúng ta vẫn khổ đau, nhưng nghèo biết cách sống chúng ta vẫn an lạc. Như thế thì chúng ta chọn cái gì? Nói như vậy không phải để mà các vị, Đạo Phật không dạy chúng ta có một cái sự mà trì trệ, không phải dạy chúng ta là cứ tàn, không phải vậy. Dạy chúng ta thấy được bản chất của con người chúng ta để chúng ta chỉnh lý. Vẫn sống là phải phát triển, nhưng phát triển bằng đạo đức cá nhân, bằng sức lực của chúng ta, bằng trí tuệ. Sống để làm gì có ích, chứ không phải sống mà cứ tàn, ngày tháng thoi đưa như lục bình trôi thì dứt khoát không phải rồi. Đạo Phật không dạy chúng ta kiểu đó. Nhưng mà Đạo Phật dạy chúng ta làm thế nào để có được cái sự an lạc, là bởi vì chúng ta phải nhìn rõ được ít muốn biết đủ thì người đó sẽ là người trí. Ít muốn chứ không phải là không muốn nha các vị. Cho nên Đạo Phật đâu có dạy chúng ta là không muốn đâu, mà ít muốn lại, giảm lại đến cái mức mà đúng theo sức lực của chúng ta. Đó là ít muốn. Biết đủ có nghĩa là mình phải dừng đi cái lòng tham, rồi mình sẽ thấy thế nào là đủ. Chứ còn chúng ta ở đây là nếu sống trên nô lệ tình tham thì thật sự các vị mãi mãi không bao giờ biết đủ cả. Cho dù mỗi năm mà đầu giao thừa chúng ta có cúng ngũ quả cầu dừa đủ xài đó, cũng không bao giờ đủ được cho chúng ta, bởi vì đó không thực tế. Mình cầu mà mình có chấp nhận đủ đâu, phải không ạ? Người ở những người như chúng ta là bây giờ đang sống tạm bợ, mướn nhà chẳng hạn. Cái mong cầu đầu tiên chúng ta đơn giản lắm, biết không? Mong có cái nhà là cũng hài lòng thỏa mãn. Phật cho mình rồi, bắt đầu có được đâu có ăn phận đâu. Muốn tiếp, muốn từng cái một. Có nhà rồi bây giờ nếu ai chưa có vợ chồng thì bắt đầu muốn có được một cái mái nhà ấm áp về hạnh phúc, đúng không ạ? Vậy bây giờ nếu giả sử có chồng có vợ rồi cũng chưa đủ, nên muốn có con, không có con thì buồn. Hay mà có rồi, một đứa thì mừng, mà hai đứa thì hơi mừng, ba đứa thì bắt đầu ngáp giò, mà sanh một lần bốn đứa thì thôi chạy luôn. Đó là cái nói về phía con cái. Giờ vì nói tới vật chất của chúng ta, có nhà rồi bây giờ cầu có cái danh vọng. Khi có danh vọng rồi cầu có xe hơi, chứ chủ tịch hay là giám đốc mà đi xe Honda thì nó ngượng quá đi, cho nên phải có cái xe hơi. Mà có xe hơi là sao không lý, mà mình phải lái, phải để cho tài xế, mướn thêm tài xế. Cứ như thế mà nó tăng dần. Vì vậy áp lực cuộc sống chúng ta ngày càng nâng cao. Chúng ta bị áp lực là tại chúng ta, do từ lòng tham, do từ không biết đủ, cho nên chúng ta mới bị như vậy. Dĩ nhiên người tu của chúng tôi vẫn có cuộc sống ít muốn biết đủ, nhưng mà vẫn có chiều hướng phấn đấu, hướng phát triển, nhưng bằng thật tâm, bằng cái khả năng của chúng ta. Ví dụ như tôi cũng vậy, Hòa Thượng làm ở ngành nào tôi phải theo vô ngành đó để tôi hỗ trợ cho Hòa Thượng. Nhưng mà Hòa Thượng lãnh đạo thì Hòa Thượng năm có thể ôm được 7 cái ngành, để mà Hòa Thượng giao trách nhiệm bớt. Hòa Thượng có cái trí thức mà, có cái đức. Cụ giao ai là đủ việc, cho nên cụ có thể kham nổi được 7. Nhưng tôi là còn nhỏ, đâu có thể theo cụ hết được như thế. Nên năm ban ngành là tới cổ họng rồi, nó mệt lắm rồi. Cho nên tôi không thể giống như Hòa Thượng được. Cho nên rằng đôi khi có một vài cái ngành của Hòa Thượng tôi không thể kham được nữa, tôi phải nhường lại để cho người khác thế vào để phụ giúp cho Hòa Thượng. Nó là trách nhiệm đó. Ví dụ như ở khóa tu An Lạc này cũng vậy, đúng không ạ? Tôi hồi xưa là tôi là cầm micro đấy. Nhưng mà bây giờ công việc quá nhiều, chúng ta phải nên để lại cho các thầy khác, phân ra. Như vậy thì áp lực chúng ta sẽ bị giảm. Nếu giả sử tôi không theo quan điểm của Hòa Thượng được, là tôi ôm như vậy là tự tôi có áp lực như này. Gần Hòa Thượng mà không được an lạc, gần Hòa Thượng không làm được việc gì có kết quả, như thế thì không có giá trị cho chúng ta. Nó rõ ràng thôi. Cho nên tôi sẽ rút bớt đi. Những cái gì quan trọng đủ sức của mình thì mình kham, để mình làm đúng theo chất lượng của chúng ta, bởi vì mình có biết nhìn cái khả năng của chúng ta. Còn ở đời á, Thì chúng ta thấy nếu một người không tu thì họ phải theo cái trào lưu của xã hội, đấu tranh để sinh tồn, đó là cái quy luật sống của nó. Mình không đấu tranh mình cũng chết. Mà mình đấu tranh như thế nào để mà cái ghế của mình được vững, mà đức mình nó có mới là khó. Cho nên Đạo Phật không dạy chúng ta là ngồi bình an. Mình vẫn có sự đấu tranh, nhưng mà đấu tranh những cái gì? Đấu tranh cái ác để mà phục thiện, đấu tranh cái ngã của mình để mà làm chủ được cái ngã, đấu tranh cái lòng tham để mà mình có được cuộc sống ít muốn biết đủ. Đạo Phật vẫn dạy con người đấu tranh, nhưng mà đấu tranh theo kiểu tích cực. Các vị phải nhìn như thế. Không phải dạy các vị là có giàu sang, đang làm ăn buôn bán phải ngưng hết, không bao giờ như vậy. Nhưng mà chỉ khuyên các vị rằng chúng ta đang làm ăn, đó là trách nhiệm chúng ta phải cầu tiến. Nhưng mà chúng ta cầu tiến, chúng ta làm ăn phải dựa trên đạo đức của một con người, dựa trên cái tâm tuệ của một người thật tu, thì chúng ta sẽ không bị áp lực. Cho nên nói đi nói lại thì chúng ta hãy quay trở lại. Nếu như chúng ta cảm thấy áp lực, có nghĩa là chúng ta tự tạo cho chúng ta áp lực. Chúng ta phải tìm được nguyên nhân. Thứ nhất, xem coi sức lực của chúng ta, điều kiện của chúng ta, khả năng của chúng ta kham được hay không. Nếu không kham được, chúng ta sẵn sàng giao lại cho người khác. Giống như hòa thượng của chúng ta thôi. Tôi thấy được hòa thượng của chúng ta có cái điểm rất đặc biệt là gì? Lãnh đạo nhưng vẫn luôn lắng nghe những cái ý kiến của cấp dưới. Thứ hai, ngài làm quyết định gì cũng luôn theo thống nhất của tập thể. Cho nên hòa thượng không bị áp lực bởi những cái người làm cùng với hòa thượng. Nếu giả sử hòa thượng của chúng ta là vị lãnh đạo mà không có cái đó đó, là cụ sẽ bị áp lực rất lớn. Cho nên cụ nhìn ra được, cụ biết cách lãnh đạo. Cho nên đi đến đâu mọi người tôn kính là bởi vì hòa thượng sống ở mức độ theo lời dạy của Phật. Dùng trí tuệ để làm việc, dùng trí tuệ để mà xử sự, dùng trí tuệ để mà sử dụng người, dùng trí tuệ để làm Phật sự. Kết cuộc là phải giữ tâm giải thoát. Còn như chúng ta làm được tới đâu chúng ta bám tới đó. Khi bám được rồi cái ngã chúng ta càng cao, mà càng cao thì chúng ta không giải thoát, cho nên vẫn bị áp lực như thường. Vì vậy cho nên con người của chúng ta bị nô lệ cho cái ngã. Vì danh vì lợi cũng xuất phát từ cái ngã, muốn cho người ta tôn trọng mình, cho nên mình cố hết sức. Đôi khi cố mà không được thì chúng ta sẽ bị thất bại. Nhất là giới trẻ bây giờ cũng vậy. Các em học sinh, sinh viên hệ đại học hầu hết là sống theo cái sự đua đòi. Có phải không ạ? Họ không biết được mỗi hoàn cảnh gia đình của mỗi người như thế nào. Nhưng hễ vô trường thấy bạn có xe Honda là buộc ở nhà phải có, còn không là đòi nghỉ học. Như thế thì chúng ta bị nô lệ cho lòng tham. Và cái sự vô minh như vậy không phải gọi là một sinh viên có ăn học. Tôi khuyên các em sinh viên phải nghĩ tới những vấn đề này. Cái áp lực này, mình đã học quá nhiều, sức lực của mình thì mình phải tìm một cái nơi để mà chúng ta hóa giải cái áp lực. Còn ở đây là chúng ta vừa bị áp lực mà cái lòng tham chúng ta vững tại theo, thì mãi mãi học sinh học không thành tài. Cho nên cái đau lòng của cha mẹ bây giờ là sinh viên chạy theo rất nhiều cái môi trường bên ngoài, quên đi mình là sinh viên học sinh. Cho nên cập nhật hóa về xã hội quá lớn, quá nhiều, quá sớm, ảnh hưởng việc học rất là nhiều. Nhưng mà có một số em sinh viên biết được thân phận gia đình nghèo, không bao giờ đòi hỏi, mà ngày càng học tốt hơn nữa. Tôi cho người này sau này sẽ thành tài. Vì vậy nếu các em học sinh là một Phật tử, chúng ta phải học cái hạnh của hòa thượng mới dạy của chúng ta. Đã là sinh viên có nghĩa là người ăn học. Người ăn học phải học cái cách của người trí tuệ, dùng trí tuệ để phán đoán. Và những cái mong mỏi của giới trẻ chúng ta không cản, nhưng chỉ cần giới trẻ dùng tuệ để thực hiện những ước mơ của mình bằng cái sức tuệ thì chúng ta mới đi đúng đường. Nhưng hầu hết sinh viên quyết định thực hiện dựa trên cảm xúc và sở thích thôi, chứ không dựa trên cái đầu. Cho nên đi ra ngoài tốt nghiệp ra trường bị thất vọng quá lớn. Bởi vì cái sự mong muốn không bằng trí tuệ, mà nó bằng cảm xúc, nó bằng sở thích. Như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ bền được. Cho nên người tu Phật khác với người đời ở chỗ là làm sao chúng ta phải có được cái an lạc nội tâm bằng chất tu của mình. Nếu mình có nội lực như vậy, ra đời không ai không thể trận dụng chúng ta. Điển hình như Hòa Thượng của chúng ta cũng vậy. Hòa Thượng chưa bao giờ, phải không ạ, ngồi với các vị gần gũi mà nói chuyện để mà lấy lòng hay cái này, không bao giờ có cái chuyện đó cả. Mà thậm chí mà các vị muốn gặp cụ rảnh thì cụ sẽ ra để gieo duyên, còn không thì thôi, không bị lệ thuộc gì cả. Nhưng tại sao tất cả tăng ni Phật tử hầu hết vậy quý cụ? Bởi vì trong cụ có một cái gì đó, cái đức tọa, cái trí sáng và cái hạnh tu thật. Cho nên tất cả mọi người đều hướng về. Đó là cái điều mà mỗi con người chúng ta ai cũng được như Hòa Thượng cả, nếu như chúng ta biết tu. Chứ không phải người tu mới được như thế đâu, người đời cũng được như thế. Các vị sẽ xem cái cuộc đời của Đức Phật rồi. Ngài Duy Ma Cật là người đời mà, tại sao các thánh đệ tử Ngài vẫn tôn trọng? Tại sao Đức Phật tôn trọng? Bởi vì thân phàm mà tâm Phật. Tất cả Phật tử chúng ta cũng vậy, là một con người phàm nhưng bên trong có chất Phật ở bên trong. Nhưng mà chúng ta không có muốn quay về mà chạy bên ngoài để tìm ông Phật bên ngoài. Nhược hành lãnh thượng mạc tầm sơn, đứng núi này mà trong núi kia tìm ông Phật ngoài không. Không quay trở về để tìm cái sự thanh tịnh vốn có trong lòng chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ bị áp lực thôi. Như nãy tôi nói ví dụ, Đức Phật của chúng ta đây đang thờ ở đây, đó là Phật bên ngoài. Nhưng muốn tìm được Phật bên trong là phải dựa Phật bên ngoài để quay về bên trong chúng ta. Mỗi ngày chúng ta lễ Phật có nghĩa là chúng ta phải quay về bên trong, bên chất Phật bên trong chúng ta. Chứ không phải mỗi ngày chúng ta lễ Phật để cầu mong. Cái đó là điều sai cái lời dạy của Phật. Lễ Phật giả cảm Phật chi đức. Mình nhớ được cái đức của Phật để mình tu, để mình thành Phật như Ngài, để mình được như Ngài. Chứ không phải mình lễ Phật để mình lễ bên ngoài. Cho nên hầu hết chúng ta tu nhiều, lễ bái nhiều, tụng kinh nhiều. Tại sao chúng ta không được sự an lạc? Bởi vì chúng ta không nắm được cái then chốt của đạo Phật của chúng ta. Tôi nói thật, các vị đây đều có tính tâm, đều có trình độ học vấn, đều có chất tu cả. Nhưng mà nói thật với các vị, nếu giả sử ở phía sau, ở trước cửa đó đó, Đức Phật Quan Âm thị hiện ở phía trước là bảo đạo các vị bỏ đạo tràng ngay lập tức, chạy ra để mà cầu nguyện xá và xá đủ thứ, đúng không? Bỏ ông thầy Thạnh đang nói này, nói cho bức tường không à. Đó là thực tế, đó là cái thói quen của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta thấy ở đâu chúng ta tôn kính cả, nhưng mà tất cả đều không tìm lại được cái sự thật Đức Phật trong lòng chúng ta. Đức Phật trong lòng chúng ta là gì? Là cái sự thanh tịnh sáng suốt, đó là Phật. Chúng ta phải tu là quay về để tìm được cái đó. Chính cái đó là chìa khóa vạn năng đi vào trong cuộc đời, mở toang cánh cửa cuộc đời. Cho nên chúng ta sẽ thấy cuộc đời không khổ mà nó an lạc. Ai biểu chúng ta dùng cái chìa khóa không phải bằng vàng mà bằng kẽm, bằng sắt, để nó bị mục, bị nát làm sao mà sử dụng được. Cho nên ở đây khi nói tới áp lực cuộc sống, đừng có đổ thừa xã hội, đừng đổ thừa rằng là vì kinh tế nhu cầu phát triển cao cho nên nhu cầu con người buộc phải như thế. Không phải, cái này xanh cái kia xanh. Nếu xã hội lên cao thì con người phải lên cao, đó là cái quy tắc của cuộc sống. Nếu mình không đủ thì mình tuột hậu, đó là cái chuyện của mình, là bởi vì mình không nỗ lực phấn đấu để vươn lên, cho nên chúng ta mới cảm thấy bị áp lực. Các vị thấy như Hòa Thượng chúng ta lớn tuổi, 76 tuổi rồi, nhưng mà Ngài cũng biết sử dụng vi tính nha các vị nha. Không phải đơn giản đâu. Ngài biết cập nhật, Ngài biết học hỏi, Ngài biết vươn lên, cho nên Ngài mới có thể sử dụng được. Ngài đâu lỗi thời. Còn đối với chúng ta không đủ sức, không đủ vươn lên thì chúng ta buộc phải đi vào quá khứ thôi. Đó là quy luật sinh tồn của sự sống. Đừng bao giờ đổ thừa cuộc đời mang cho chúng ta áp lực. Đừng bao giờ nói xã hội quá nhiều áp lực. Đừng bao giờ nói cuộc sống quá phức tạp. Không phức tạp đâu. Nó là một cái khách quan vô tư. Con người chúng ta làm cho chúng ta phức tạp thôi. Cho nên ở đây á, đạo Phật của chúng ta không lòe loẹt, không vô trương. Đạo thờ Phật là đạo chân thật, là đạo giải thoát, là đạo khoa học và triết học, để dạy cho những người đệ tử Phật mình tu đúng đường, đúng lối và tin bằng cách chánh tín, chứ không phải là tín ngưỡng ở trong đó. Vì vậy cho nên chúng ta nương Phật bên ngoài để tìm về Phật bên trong chúng ta. Chúng ta nương các vị hòa thượng tông đức để chúng ta tìm về cái đức của một con người của chúng ta vốn có. Chứ không phải là giấu giấu che che rồi cứ lủi lủi vô các hòa thượng không để làm gì, che nắng che mưa hay sao. Các vị phải nhìn, ngay cả Đức A Nan gần Phật nhất ỷ vào cái bóng mát của Đức Phật, cho nên rằng cuối cùng Ngài là người không chứng thánh. Ai ăn nấy no chứ, đâu ảnh hưởng gì. Cho nên rằng cuối cùng Ngài Ka Diếp phải thay Phật để giáo giới với lại Ngài A Nan. Cuối cùng A Nan nhận ra được từ đó nhờ mình sai. Ngài chuyên tâm tu niệm để đắc quả A-la-hán. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta dựa vào Phật, nương vào Phật để tìm Phật của mình. Chứ chúng ta không phải dựa để nằm ngủ luôn với Phật, không phải. Không phải dựa vô Bồ Đề, quý vị nằm sớm hơn ở cây Bồ Đề. Nó không ích lợi gì cho chúng ta cả. Nhưng mà chúng ta biết nương để phát huy cái của chính mình. Đó là đạo Phật mong muốn chúng ta. Vì vậy cho nên đã là người Phật tử, cuộc sống là phải có sự thăng trầm, có sự buồn vui lẫn lộn. Trời có lúc nắng lúc mưa, thì cuộc sống cũng có lúc này lúc khác. Công việc làm ăn của chúng ta là lúc được lúc không. Đó là sự thật. Đó là bản chất quy luật sống của nó. Còn nếu giả sử ai sống mà đi ngược cái quy luật như vậy, chúng ta tự khổ trước. Làm ăn mà cứ đòi khấm khá không thì tôi tu làm gì, phải không ạ? Ví dụ như tôi bán nước, tôi muốn khấm khá, tôi cứ cầu mong trời nắng hoài, làm sao nắng. Nó phải có thời điểm mưa chứ. Mà cứ cầu như thế hoài không được, chúng ta buồn, chúng ta khổ là bởi vì chúng ta tự làm chúng ta khổ, mà chúng ta không tôn trọng quy luật sống thôi. Vì chi bằng nếu giả sử như chúng ta muốn làm ăn, tháng nào nắng chúng ta bán nước, tháng nào mưa thì chúng ta bán canh bún hay là cái gì đó nóng nóng vậy chẳng hạn. Nó phải lựa cơm mà gấp tàu hũ chứ. Có ai gấp mắm không? Đó là cái sự thật. Cho nên nếu chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta đi vào trong cuộc đời, chúng ta vẫn được an lạc như từ. Chúng ta đâu bị áp lực. Còn nếu chúng ta bị áp lực bởi vì chúng ta ôm đờm, chúng ta sẽ bị áp lực. Ôm đờm đó. Ví dụ người già bây giờ cái tuổi an lạc, tự tại, đi chùa không muốn không, ở nhà con phải làm cho mẹ cái này, phải làm theo, giao cho nó giám đốc rồi mình còn tư vấn, là bắt nó phải làm theo ý mình. Như thế là mình tự làm cho mình áp lực. Thời điểm của mình an lạc không chịu, muốn cho mình khổ thôi. Các cụ lớn tuổi bây giờ là như vậy. Chúng ta phải tìm cho chúng ta được sự an lạc, cống hiến cho con cháu xã hội nhiều rồi. Bây giờ tới gần đất xa trời, chúng ta phải tìm an lạc, giải thoát bớt đi chứ. Nếu mà phải hãy giao cho những ai có khả năng nên giao, đừng chấp vào, thì chúng ta đâu bị áp lực. Còn người trẻ muốn nhận được, muốn có danh vọng, muốn có thành công, chúng ta phải liệu cơm gấp tàu hũ, liệu sức mình, khả năng mình để đảm nhận công việc phù hợp với mình, thì mình mới thành công được. Mình không bị áp lực. Tôi nói thật với các vị, hồi xưa 8 năm tôi đi Ấn Độ du học về. Năm 2005 tôi về, đầu tóc tôi nó đen tuyền thôi à, mũm mỉm, con trai giống như sinh viên mới về vậy, trắng nõn. Nó đâu có héo tàn như bây giờ đâu. Công việc nhiều quá, tóc mau bạc. Nhận ra được liền. Mình nhận ra được quá ư bị nhiều áp lực. Quay trở lại giảm bớt ngay, giảm nhiều. Nói tôi cũng bị chứ không phải như các vị đâu. Chúng tôi cũng chưa hoàn chỉnh đâu. Nhưng mà nói như thế để chúng ta cùng nhau chia sẻ và suy nghĩ lại, tìm một phương cách mới. Đó mới gọi là đệ tử Phật. Cái từ điều chỉnh này không phải là như là đồng hồ mà điều chỉnh lên dây, không phải. Cái là nghĩa đen thôi. Nghĩa bóng là chữ tu tập. Mình tu tập cái gì? Tu tập cho cái tâm tham của mình nó lắng bớt lại, cái yêu cầu của mình nó giảm sút trở lại, cái đòi hỏi của mình nhiều nó giảm lại, để mà chúng ta giảm bớt được cái áp lực cuộc sống. Đó là chủ đề của ban tổ chức đó. Cho nên hôm nay ví dụ như các vị nghe Hòa Thượng giảng, các vị nghe hiểu đó, nhưng các vị về không tư duy để nó đưa vào trong tâm khảm hàng ngày để tư niệm. Tư niệm có nghĩa là chúng ta suy nghĩ thật kỹ lưỡng cho bản thân chúng ta, thấm đượm. Khi nó thấm rồi chúng ta ra đối diện cuộc sống, chúng ta mới làm chủ được nó. Còn nếu mà chúng ta học mà chúng ta không gạn lọc, không nhớ mãi, không ghi vào, thì lỗ tai này nó ra lỗ tai kia. Rồi ra ngoài chùa Phổ Quang là bắt đầu bà nào bà lỡ mà tạt xô nước dơ, lạc đầu sân si rồi, làm sao có an lạc được. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta phải biết áp dụng ngay mới có hiệu nghiệm. Bây giờ buôn bán đi, áp lực của chúng ta là gì? Là sự cạnh tranh, đó là cái sự thực tế. Áp lực của chúng ta là gì? Cửa hàng nhỏ thì coi như bị áp lực của cửa hàng lớn thôi. Ví dụ chúng ta bán cà phê bình thường, đúng không? Cà phê bình thường thì nó ở dạng khác, là muốn có tiền nhiều thì cà phê đủ loại đủ trò cả, đó là thực tế. Bây giờ trước hoàn cảnh đó, nếu chúng ta muốn bán cà phê, chúng ta phải làm sao để mà có được cái điểm giữa cái đạo đức và cái giá trị phúc báo của chúng ta, mà chúng ta vẫn có làm ăn, vẫn có tiền. Đó là cái đầu chúng ta phải tư duy. Chứ chúng ta không thể giống như người ta muốn cà phê có tiền là phải mời các này các kia này tới rồi đủ thứ trò như thế để mà có, không phải. Thế là chúng ta bị áp lực, nhưng mà chúng ta phải tìm cách tháo giải. Muốn có được như thế là chúng ta phải bình tâm mới thấy được rõ được vấn đề. Còn ở đây chúng ta không phải vậy. Chúng ta sống để cạnh tranh nhau. Chúng ta sống đạt được là bởi vì cái thành đạt của mình rất ít bằng cái khả năng của chúng ta, mà bằng thủ đoạn nhiều hơn, và bằng cái sự mà mất đạo đức nhiều hơn, bằng lòng tham nhiều hơn. Cho nên khi ngồi ghế rồi, ghế salon chăng nữa, ghế gỗ cẩm lai chăng nữa, nhưng vẫn bị mục thôi à, vẫn bị là mọt ăn thôi. Cho nên chúng ta cũng sụp đổ thôi. Đó là nguyên lý thật của cuộc đời là như vậy. Cho nên Hòa Thượng nói đó, nếu chúng ta có thực lực thì không ai đánh đổ chúng ta được. Còn nếu mà chúng ta đi cà quần, có một cái danh thôi đó, thì rất dễ bị ngã. Điều đó là đơn giản thôi. Ví dụ tất cả chúng ta đây, nếu sức khỏe tốt được, một làn gió mát nó thổi qua, các vị cảm thấy thế nào? Thoải mái, mát mẻ. Nhưng mà trong người ở đây có một số người yếu ớt, như vậy thì khi làn gió thổi qua họ không cảm thấy như chúng ta, mà trái lại họ gì? Họ cảm thấy lạnh, họ cảm thấy run, đôi khi họ bị bệnh, bởi vì sức lực họ yếu. Không phải đổ thừa tại gió, là bởi vì mình, do khả năng của chính mình. Cho nên tôi nói các vị, nếu là Phật tử thật sự, chúng ta phải có chất tu, phải có nội lực cứng, chúng ta mới ra đời, chúng ta mới hơn người đời được. Hơn là hơn cái đầu, hơn là hơn cái miệng, hơn là hơn cái hành động của chúng ta. Không làm thì tôi làm phải đạt kết quả, không nói thì tôi nói phải bằng kim cương chứ phải đinh thép, không nghĩ thì tôi nghĩ là phải nghĩ sâu sắc, nói ra là phải đầy thuyết phục. Cụ mình ít nói lắm đó, mà cụ phán một cái là ai cũng im hết trơn. Nhìn cụ như thế uy nghiêm lắm. Cụ hiền hòa, nhưng mà cái chất lãnh đạo cụ có. Chúng ta phải học được để chúng ta ứng xử ra đời. Những ai là lãnh đạo chúng ta cũng nhớ, dùng cái đức để lãnh đạo thì cái đó cái bền. Dùng các nhân viên xung quanh của mình là tay chân của mình thì mình mới bền. Nếu giả sử chúng ta coi những người xung quanh chúng ta là cái người tôi mọi thì chúng ta sẽ là người chết trước. Hòa Thượng chúng ta lãnh đạo bao nhiêu năm, những người cấp dưới của cụ là cụ luôn tôn trọng cả, luôn lắng nghe. Cái gì đúng là cụ đều làm theo tập thể, mặc dù cụ là một cái người lãnh đạo đứng đầu. Cho nên cụ mới vững được. Cách sống của Hòa Thượng là dấn thân hành đạo, nhưng mà phải dùng cái tư tưởng và pháp hoa để mà hành đạo. Nơi nào cần Bồ Tát xuất hiện để làm lợi ích cho đời. Khi nơi nào không cần ẩn danh mài bút, phải không? Không có một cái lưu lại gì cả, cũng không để cho người ta cảm mến, tưởng nhớ, rồi đủ thứ trò không cả. Đó là Bồ Tát tùng địa giảm xuất là vậy. Cho nên cụ đi tới đâu, nơi nào cần đến giảng xong, rồi văn dạy xong là cụ về ngay, chứ không có ngồi mà tỉ tê, trừ trường hợp ví dụ cụ cần thiết dạy bảo cái gì đó, bởi vì giúp cho cái chùa đó như thế cụ phải dạy, còn không cụ đi. Còn chúng ta ở đây, cái áp lực chúng ta là do chúng ta có an lạc không chịu an lạc, vô quá tu an lạc, nhưng mà còn nói chuyện quá nhiều như thế đâu có an lạc được, thành thói quen của chúng ta. Hiểu mà. Rồi nghe pháp á thì lại không tập trung, mà vô đây an lạc có đâu an lạc. Giờ bắt đầu nói chồng mình, nói vợ này, hôm nay anh tu một ngày an lạc này, về bắt đầu vợ hay chồng hỏi anh hôm nay anh cảm thấy có an lạc không? Nó chưa. Sao vậy? Nó khó chịu, hoặc là đang đói bụng quá hay thế nào đó, sao an lạc được? Cho nên khi mà các vị mà đã chuẩn bị nghe pháp, thứ nhất các vị phải chuẩn bị cái giấc ngủ của các vị nó phải đủ đi hẳn, nghe pháp để đỡ tốn thời gian chúng ta uổng phí. Thứ hai, nếu dành một ngày an lạc thì chúng ta phải dành trọn cái thời gian trước đó cho gia đình, cho chồng, cho vợ trước hết. Ngày hôm đó mình bàn giao xong mình đi, giải thoát là chỗ này. Đã đi rồi là đừng nhớ tới chồng con nữa, muốn nhớ thì mai nhớ. Tu là tu, đời là đời, đạo là đạo, rõ ràng. Nếu chúng ta dứt khoát được như thế thì chúng ta vẫn có an lạc, không có áp lực. Còn bây giờ hầu hết Phật tử nói thầy ơi con khổ lắm, vừa lớp lo chồng, lớp lo con, rồi lớp lo chùa này, lớp lo chùa kia, ai biểu mình lo, tự mình lo dáng chịu, lo bao đồng, cho nên rằng áp lực nhiều. Hòa thượng nói rõ ràng. Giờ còn tử tế hơn nữa, không có tiền còn đi mượn nợ cho người ta nữa, bắt đầu người ta quỵt thì tự nhiên mình ở giữa trường xuân mình bị lãnh đạn. Nó tự mình chứ. Mình không có trí tuệ, cho nên xét soi mọi việc, hành động sai lầm là do không có trí tuệ. Bây giờ mình là đệ tử Phật hết rồi, mình phải tiểu trí, ngài đại trí mình phải tiểu trí. Xưng đệ tử Phật, ngày nào cũng lễ Phật, ngày nào cũng tụng kinh, mà làm như lai trò như thiên hạ, như thế đủ tư cách để gọi là đệ tử Phật hay không? Tự chúng ta bôi nhọ đạo Phật là do chúng ta tu không biết đường tu, và tu theo chiều hướng, tu theo phong trào. Chỗ này thầy này giảng hay, giống như tới để coi hay cái gì không biết gì cả. Thầy này giảng vui lắm, chạy tới. Thầy này nói có duyên lắm, chạy tới để nghe riết, rồi nghe cái miệng thôi chứ không có nghe được cái ý như thế nào. Cho nên rằng đó là cái chúng ta đã sai lầm rất lớn. Khi một người nghe pháp phải chuẩn. Tôi, trong quan điểm của tôi, mỗi giảng viên, mỗi giảng sư đều có cái hay chúng ta phải học, chúng ta phải khám phá ra. Mỗi người đều có cái tinh thần học Phật, họ có chất tu, cho nên họ mới nói ra những cái vừa giáo lý Phật vừa có chất tu, họ nói ra cho chúng ta. Chúng ta phải lấy được cái nòng cốt đó. Hôm nay ví dụ học về cái đề tài điều chỉnh áp lực cuộc sống, chúng ta ra khỏi Phổ Quang, chúng ta lấy được cái gì làm nền tảng cho chúng ta, để khi chúng ta bị áp lực chúng ta có cái để chúng ta đối trị. Đó mới là người học Phật. Còn ở đây không biết phải không biết. Cho nên là cái đó là cái chúng ta học Phật mà không tu theo Phật, mãi mãi không bao giờ có được an lạc. Cho nên mỗi con người tự hỏi bản thân xem là chúng ta tu được như Hòa Thượng chưa? Hòa Thượng dứt khoát rồi, chúng ta chưa. Một chân thì đi ra cửa, một chân thì ở trong cửa, sao làm được gì? Thấy không? Nếu nói về công việc của các vị, nói thật không bằng cụ mình. Hòa thượng mình nhiều việc dữ lắm. Nhưng mà khi về tới Hoa Nghiêm á, cái giải thoát, cái sự mà giải trí của cụ là gì? Ra vườn, chỉ đạo cho mấy anh làm cái này cái kia. Thậm chí cụ cũng có thể sử dụng, cụ tự làm. Cái đó không phải là người ngoài nhìn vô nói tại sao Hòa thượng làm, không phải. Cụ làm để có cái vui, cụ làm để giải bớt đi cái sự công việc căng thẳng. Cái hay của cụ á. Còn mình ở đây cái vui là mình đi đâu, mệt mình đi đâu? Coi phim phải không? Coi phim nè, rồi đi ăn hàng nè, đi mua sắm nè, đi đủ trò hết. Như thế thì mệt, vẫn mệt thêm. Cho nên chúng ta bị áp lực thôi. Bây giờ ngày Tết này, ngày lễ này, ai cũng đùng ra Vũng Tàu, ra gì Bà Ná, rồi đi Thái Lan, đi chơi du lịch, cho nên giải trí, đúng không ạ? Nhưng mà về các vị có bị mệt theo các vị khỏe? Hả? Mệt chứ sao vậy? Ủa sao nói ủa đi dưỡng sức mà sao đi kiểu gì vậy? Các vị thấy không? Các vị đi tour các vị sẽ thấy không có chỗ thở nữa, về là mệt lả nằm ngủ, rồi về sao có đủ sức mà đi nên làm. Cho nên rằng chúng ta sử dụng những cái relax của chúng ta đó, cái tự mà dưỡng sức, để chúng ta gọi là tịnh dưỡng không đúng chỗ. Chúng ta giải trí để mà qua đi cái cơn stress đó thì không đúng chỗ. Cho nên bớt được stress thì nó lại bị mệt sức khỏe, như thế cũng rứa. Bỏ tiền, bỏ của, bỏ công việc, nhưng mà cuối cùng kết quả là mệt đi, dạ gì mình phải đi. Các vị thấy không? Còn hòa thượng chúng ta không cần đi đâu hết. Nếu không có việc làm, cụ dành thời gian đó nghỉ ngơi. Trong khi nghỉ ngơi, cụ suy nghĩ về cái việc gì đó. Hay là cụ ngồi, cụ nhìn ao cá, hay là cụ ngồi, cụ nhìn, cụ đứng ở cái khu vườn, cụ nhìn cái khu vườn. Cái người lớn nó có cái sự giải thoát của người lớn. Còn chúng ta ở đây, chúng ta không biết đi đâu cả. Đi chùa là an lạc mà không chịu đi, đúng không? Chùa là an lạc đấy, nhưng mà vô chùa mà muốn được an lạc, chúng ta phải biết được vô chùa để làm gì. Nhiều người vô chùa như bà Tám không à. Như thế thì làm sao có được an lạc? Vậy vô chùa nhìn ông thầy này, ông thầy kia, hôm nay ông mặc áo gì, ngày mai mặc áo kia, dép này, dép nọ, ông ăn cái gì, vô như thế làm sao an lạc được? Cho nên rằng người biết sống là chúng ta phải biết chúng ta làm gì nó có lợi ích hay không. Muốn được như thế, cái đầu chúng ta phải có chất tu, là phải làm sao có trí tuệ. Hầu hết là chúng ta bằng cảm xúc, chúng ta bằng cái sở thích, bằng cái ý thức thứ sáu của chúng ta làm việc thôi. Nhưng mà cái gọi là cái tâm thức chúng ta không để ý tới. Cho nên các vị không tin, các vị hỏi coi, người giàu nhất có bị áp lực công việc không? Có. 100 người đều là như vậy. Người giàu có không? Có. Người lãnh đạo có không? Có. Bởi vì sao? Bởi vì cái chất tu họ chưa đủ. Có thế thôi. Áp lực rất lớn các vị. Tôi thấy như vậy. Ngay cả một cái tiểu thương nhỏ tụi mình cho bị áp lực rồi. Bởi vì chúng ta phải tìm làm sao giảm được áp lực. Chỉ có giáo lý Phật mới dạy cho chúng ta cái cách để giảm bớt áp lực thôi. Muốn có được như thế thì chúng ta học thật nhiều, học nghiêm túc, tu nghiêm túc, để có được trí tuệ nghiêm túc, để chúng ta hành xử một cái hành động nghiêm túc, có kết quả nghiêm túc. Có thế thôi. Cuộc đời này nó vốn sóng gió thăng trầm bẫy nổi, chính lên đên mà chúng ta không lên đên thì chúng ta mới là tu. Cuộc đời nó mang cho con người khổ đau mà chúng ta không bị đau khổ thì chúng ta mới là người tu chứ. Hai chữ á, chúng ta thấy không? Hai chữ là điều chỉnh, là các vị sẽ thấy. Điều chỉnh này có nghĩa làm sao tâm chúng ta phải điều hòa trở lại, không quá cao, không quá thấp, ở một cái trình độ trí thức, ở một cái tâm tánh của chúng ta, ở một cái hành xử của chúng ta, ở một cái ước muốn của chúng ta, làm sao phải quân bình. Đó là trung đạo của đạo Phật chúng ta. Cái điều chỉnh này có nghĩa là phải làm cho cái thăng bằng về cái tâm tư của một con người, về cái khả năng của một con người, về cái sức lực của một con người, nó phải ở mức độ thăng bằng, điều hòa và chỉnh sửa làm sao nó phù hợp với cái công việc của chính mình, thì mình sẽ không có bị áp lực. Cho nên ở đây ví dụ như là các vị ở đây thường nghe pháp cao lắm maximum là 2 tiếng thôi. Sức của chúng ta như thế, duyên của chúng ta như thế. Bây giờ cho dù các vị vui cỡ nào chăng nữa, ông giảng sư cũng không thể nói hết được. Đúng giờ là phải nghỉ, nhiều quá thì ngầu lôi tăng kể thôi. Ngồi lâu là tê cẳng. Hên hôm nay ngồi ghế. Nhưng mà cho dù ngồi ghế chăng nữa, quá 3 tiếng là các vị không thể có đủ sức để tiếp nhận cái trí thức nữa được. Chúng ta có hạn. Vì vậy cho nên rằng các vị giảng sư và ban tổ chức cũng biết được cái khả năng của chúng ta, cho nên nói ít mà hiểu nhiều. Nói tràn gian đại hải nhưng mà chẳng có được cái gì thì không nói. Ngồi lâu mà không được cái gì thì đừng nghe pháp. Nói như vậy. Cho nên thời gian của chúng ta là vàng bạc, chúng ta phải biết tính toán bằng cái đầu. Hôm nay đi ở chùa Phổ Quang này, điều chủ đề này có lợi ích cho chúng ta hay không? Có. Ngồi nghe. Muốn ngồi nghe là phải để cho cái tâm nó định tĩnh, giấc ngủ phải đầy đủ. Để mà khi mà ngồi nghe thì chúng ta mới lắng lòng để tư duy nó được, nó mới sáng ra được. Cho nên hầu hết mà chúng ta có chuẩn bị cho một cái người nghe Pháp á, chúng ta phải chuẩn bị tư lương để chúng ta lắng nghe. Tôi nói thật là các vị nào cũng có được cái học cái hay á. Ví dụ như một số người nói ở Hòa Thượng này giảng buồn quá, Hòa Thượng kia giảng nghiêm quá, này Thượng tọa này vui quá, này Thượng tọa này giảng hay quá. Cái đó là do chính chúng ta tự nhận thức thôi. Quan trọng nhất là chúng ta dựa vào cái gì để chúng ta đánh giá, bởi vì cảm xúc. Nếu chúng ta dùng một cái tâm thật sự để chúng ta nhìn á, Hòa Thượng nào, Thượng tọa nào giảng cũng có cái cốt lõi của nó cả. Không có làm sao làm giảng sư được, không có làm sao mình đi đó để giảng, ai cho giảng. Cho nên chúng ta không tự khám phá được cái kho tàng của mỗi con người giảng sư. Chúng ta học chứ. Cho nên hôm nay học cái điều chỉnh áp lực cuộc sống này, chúng ta học từ Hòa Thượng cái chỗ nào, từ cái kim khẩu của Ngài chỉ dẫn cho chúng ta phải thực tu, phải không ạ? Đạt được trí tuệ. Nếu có được trí tuệ, cái hành động của chúng ta và cái công việc của chúng ta nói mới được trôi, chúng ta không bị áp lực cuộc sống. Vậy bây giờ Hòa Thượng nói được, chúng ta nhìn ngay Hòa Thượng, chúng ta sẽ thấy à, Hòa Thượng đã đạt được rồi, thì giờ chúng ta muốn thì chúng ta phải học theo thôi. Đó là cái tinh thần cầu học của chúng ta là phải vậy. Đừng có nói Hòa Thượng tu lâu được, mình mới tu khó. Đừng bao giờ nói như thế. Chỉ sợ mình không bền chí kiên nhẫn thôi. Ngài cũng là một con người, chúng ta cũng là một con người, Đức Phật cũng là một con người. Ngài đã tuyên bố rồi, chúng ta sẽ thành Phật. Sẽ. Ở đây mà nói muốn thành Phật không ai dám. Tại sao không dám? Bởi vì không tin. Tại sao không tin? Bởi vì không hiểu. Tại sao không hiểu? Bởi vì mình vô minh. Có thế thôi. Cho nên ở đây đệ tử Phật phải sáng suốt. Bất cứ ai dạng chúng ta phải văn tư và tu. Chúng ta xét, xét thật kỹ để xem có cái gì hợp chúng ta. Nếu hợp lấy liền tu ngay. Như thế thì mình mới có học được cái hay. Cho nên chúng ta học Phật Pháp là chúng ta thấy được là chúng ta mới tiến bộ hay không. Đụng chuyện chúng ta mới thấy có tiến bộ hay không. Còn ngồi ở đây thì không bao giờ thấy tiến bộ được. Kiểm tra bài cũng không phải gọi là cái tiến bộ đâu. Cho nên đạo Phật của chúng ta là quay trở lại chính mình để điều chỉnh cái mức độ tâm hồn và cái ưu tư, cái ước muốn của một con người bình thường. Nếu ai muốn có sự an lạc, muốn sống thọ thì phải làm ơn điều chỉnh tâm hồn chúng ta lại. Điều chỉnh cái gì? Điều chỉnh cái ý nghĩ của chúng ta, điều chỉnh cái mong muốn của chúng ta, điều chỉnh lòng tham của chúng ta. Như vậy nó ở mức độ quân bình, nó ổn định trở lại. Giống như tâm chúng ta nó bấn loạn nhiều, làm sao cho nó lắng lại. Khi tâm lắng thì tuệ nó phát sáng. Mục đích như vậy. Cho nên cái chữ điều chỉnh này rất là hay. Chứ còn không bao giờ Phật cho chúng ta cuộc sống êm ả bao giờ. Nếu như thế thì đâu phải là Phật. Tự chúng ta làm cho cuộc sống êm ả hay không, hạnh phúc hay không, khổ đau không là do chính chúng ta thôi. Mình phải tìm cách để hóa giải. Tại sao chúng ta bị khổ? Phải tìm nguyên nhân của khổ, phải không? Nguyên nhân từ đâu? Do mình tham, do mình không đủ sức mà cứ ôm đờm. Cho nên chúng ta phải cố, mà cố thì không đủ sức thì nó bị áp lực. Mà áp lực rồi như Hòa Thượng có nói, nhiều người kết cuộc bằng cái sự tự tử là bởi vì quá uổng đi. Cuộc đời có gì đâu mà để chúng ta lo lắng quá nhiều. Mặc dù chúng ta vẫn lo, đó là trách nhiệm, nhưng đừng quá đặt nặng. Phải có trách nhiệm là được rồi. Mà đôi khi có một số người á, quá lo cho nên là nhìn mặt là biết đắp số rồi. Dạ gì phải không? Ví dụ như là ngày, ví dụ như năm ngoái chúng ta nghe nói 23, 24, 22, 23, 24 tháng 12 thế giới này bị gọi là tối đen vân vân, lo. Mà trong khi đó mới có tháng 1 của năm 2011 rồi. Lo chi vậy? Tới đầu nó tới chứ phải không? Sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay để làm gì. Như thế để người an lạc, cái người biết sống, biết nhìn, đó mới gọi là có an lạc. Mình lo mà cái còn một năm nữa mới tới, mình lo làm gì để mình thực tế chúng ta là chết trước khi mà nó đến thì dạ gì phải làm như thế. Cho nên người tu hơn người đời cái chỗ là mình phải nhìn thực tế cuộc sống, sống làm sao có ý nghĩa, lợi ích cho xã hội, cho chánh pháp, cho mình và người khác. Đó là nên sống. không phải là sống để hưởng thụ như người đời người ta nói. Mà muốn sống được có cái như vậy, chúng ta không mong cầu những cái mà nó quá chưa tới tới chúng ta. Đừng hối tiếc những gì nó quá khứ, nếu như không có thể dự vip cho hiện tại. Nó đi là nó đi, nó chưa đến đừng mong cầu, tự nó đã đến là nó đã đến. Không cần phải chạy đến nó mà để nó chạy đến mình chứ. Đó là cái điều chỉnh, là điều chỉnh như thế. Còn bây giờ làm ăn buôn bán cũng vậy, cầu mong cũng không được. Bây giờ mình ra mình mở cửa hàng ngay cái quán nước mà ngay cái thời mà giông tố bão bùng như thế, mà mình cầu Phật thì Phật cũng trốn luôn, chứ ai mà dám cầu mà có thể mà chấp nhận được, bởi vì không thực tế, đúng không ạ? Đã xác định muốn mở cửa hàng phải coi thời tiết nhân duyên. Mở muốn nước là phải mở ngay mùa nắng, chứ ai mở mùa mưa lỗ sao? Ít nhiều gì cũng vớt vát một chút để gọi là, đó là cái biết mình sống, biết làm lụng là như thế. Cái biết đó là cái đáng sợ. Người khôn cũng không phải là người hay đâu, người dở cũng không phải là người hay, người biết mới là người trí đó. Như Hòa Thượng nói đó, biết người nào nên nói, biết làm cái gì, biết cái gì đó, đó cái biết đó gọi là trí tuệ. Mình phải làm sao cho sống người ta phải tôn trọng mình. Mà muốn được như thế mình phải trang bị của mình, thực lực của mình. Ngũ xạ tự nhiên hương. Tất cả đệ tử vào chúng ta là những hoa sen ra đời, làm sao mà người ta phải hướng về mình. Không mua chuộc, không dụ dỗ gì cả, tự động họ đến bằng cái tâm đức của chúng ta, bằng cái lối hành xử của chúng ta. Tự nhiên là họ cảm mến thôi. Các vị thấy như học hỏi của các thầy mà so với các vị là nó không bằng một cái gì cả. Nếu nói về sự nghiệp học vấn ở ngoài đời, các thầy không bằng. Nếu nói về cái kinh nghiệm từng trải cuộc sống, các thầy không bằng. Các thầy chỉ hơn nhau cái chỗ gì, gõ mỏ thì giỏi hơn các vị, ngồi lâu được hơn các vị, Phật Pháp thì hơn các vị thôi. Chứ có các vị cũng có những cái hơn người tu. Nhưng mà tại sao các vị đi đến đâu người ta ít bao giờ hướng về mình? Mà tại sao các thầy ai cũng hướng về? Dù cho những người thành đạt, những người trí thức, những người lãnh đạo, người ta cũng hướng về. Bởi vì sao? Chúng ta phải tìm và mình phải đạt được. Bị chí cưỡng phu hạ dạ gì kỹ. Thấy người ta tốt, người hay mình phải hoan hỷ thì học theo. Có đâu hồi ngoài đời không là như vậy. Thấy ai hơn mình là ganh ghét để chà đạp. Nhưng mà đối với mình không phải là như thế. Ai hay mình cứ học. Hòa Thượng chúng ta cũng vậy. Hòa Thượng không có biết vi tính, Hòa Thượng vẫn kêu học trò tới dạy cho Hòa Thượng, chỉ ràng qua. Cụ đâu phải là vì ông sư phụ mà mắc cỡ gì đâu. Tinh thần của Hòa Thượng rất tuyệt vời. Như là điện thoại mà mới cũng vậy, cụ chưa biết sử dụng cũng gọi học trò tới dạy, chỉ cụ sử dụng chứ. Sử dụng để làm gì? Đáp ứng nhu cầu trong thời đại này. Cho nên điện thoại của cụ đơn giản có 300-400 ngàn thôi à. Còn ở đây chúng ta chưa làm gì ấy, cả 3-4 triệu, mười mấy triệu. Có nghĩa là mình tự mình áp lực cho mình, đúng không? Nội mua một cái là mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra hết rồi. Cố mà, hãy cố là mất sức. Mà mất sức mà có được thì không tồn tại. Hòa Thượng vẫn sử dụng cái phone 300-400 ngàn, người ta vẫn quý trọng vậy. Còn mình ở đây là 5S thì gì, 5 iPhone thì 5 rồi 5S gì đó, đưa ra cho mọi người nhìn, ta cũng nhìn phone chứ đâu nhìn mình đâu. Cho nên cái dở của chúng ta là không nhìn rõ được cái bản chất của sự sống, không nhìn rõ được cái gì chúng ta cần làm và không cần làm. Cho nên chúng ta mới bị áp lực thôi. Thấy mà. Vì vậy cho nên rằng hãy làm sao trở về tu niệm chính mình, để ý về chính mình bằng chánh niệm tỉnh giác qua thân khẩu ý của chúng ta. Để rồi chúng ta sẽ tìm lại chúng ta cái sự thanh tịnh nội tâm. Khi chúng ta tận hưởng được cái sự thanh tịnh nội tâm thì lập tức tuệ sẽ phát sanh. Khi tuệ chúng ta phát sanh có nghĩa là chúng ta đang ở trong cái tánh Phật rồi. Cầu mong gì nữa? Dùng tánh Phật đó, dùng tuệ đó để xét tất cả mọi hành vi chúng ta trong cuộc đời. Cuộc đời có đau khổ cỡ nào cho con người mình cũng không bị khổ đau. Vậy mình mới gọi là khác người đời chứ. Có đâu mà Phật tử người đời người ta chửi 1 câu mình chửi 5 câu trở lại thì như thế sao gọi là Phật tử được. Ngoài đời người ta không tu học, người ta làm ăn khá, còn mình tu học càng ế rồi sao tu kiểu gì. Cho nên cái gì nó phải biểu hiện cái thành quả của một cái sự tu của chúng ta. Vì vậy đối với người đời, sống trong cuộc đời là chúng ta phải có trách nhiệm. Làm việc là chúng ta phải có trách nhiệm vươn lên, phát triển và quyết tâm. Đó là cái sự sống. Đạo Phật luôn khuyến khích chúng ta, nhưng quan trọng chỉ khuyên chúng ta là lên bằng cách nào thôi. Khác nhau chỗ điểm này. Hễ lên đúng thì lại trở thành tâm Bồ Tát, mà lên sai thì tâm ngạ quỷ thôi. Nếu mà lên bằng tâm tham, tâm hãm hại, cái tâm để mà chèn ép, cái tâm bằng thủ đoạn thì lên thì sẽ xuống ngay, có sức đâu lớn. Cho nên rằng ngoài đời á, tham danh tham chức, chạy trọt này kia, cố treo leo tuốt trên mái nhà rồi á, lúc đó không ôm nổi nữa, tuột là xuống còn đau hơn là khi còn ở thấp nữa, phải không? Rồi nếu mà chúng ta thực lực lên tới đâu chúng ta ôm tới đó, sức chúng ta tới đâu, chịu đựng tới đâu chúng ta mới lên tới đó. Như vậy là người biết sống là như vậy, đâu có, đối với họ đâu có áp lực. Cho nên ở đây á, các vị chỉ nhớ một điều là tuy cuộc sống yêu cầu chúng ta rất nhiều, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ phải đáp ứng nhu cầu cuộc sống là chúng ta sẽ bị mệt. Mà chúng ta phải có cái nhu cầu nào mình cần thiết thực để mà thành đạt cho chúng ta mới thực hiện theo yêu cầu đó thôi. Ví dụ như tôi nói, nhu cầu của siêu thị và tất cả những hàng sản xuất gia dụng đó, nhu cầu con người đủ cái đó, đúng không ạ? Nếu ai có tóc thì làm sao nhu cầu xà bông gội đầu, cho nên tả bao nhiêu cơ quan người ta đưa, xí nghiệp đưa ra xà bông ra để đáp ứng nhu cầu chúng ta. Bây giờ chúng ta có tóc thì chúng ta mới biết là chúng ta mới mua về để gội chứ, đúng không ạ? Nhưng mà đối với người tu thì không có nhu cầu mắc cái chứng gì, người tu mua xà bông để làm gì, thờ hay sao? Đó là cái mình phải biết chọn lựa. Trong cuộc sống của chúng ta đều có nhu cầu của xã hội cả, nhưng mà chúng ta coi cái khả năng chúng ta, nhu cầu xã hội như thế thì đối với khả năng chúng ta có thể được cái gì chúng ta mới theo đó thôi. Hai cái nó khác nhau. Sinh viên có nhu cầu của sinh viên, mà người lãnh đạo có nhu cầu của lãnh đạo, mà người kinh doanh thì người ta có nhu cầu của kinh doanh. Chứ sinh viên đang học mà đòi nhu cầu người kinh doanh thì làm sao được, đúng không ạ? Như thế mình sẽ khổ, mình sẽ bị áp lực. Sinh viên mà không ăn phận tủ tường, chưa đi làm có tiền mà cứ đòi là đi xe hơi để đi học làm sao được, chướng, phải không ạ? Mình áp lực như thế, tự mình làm áp lực, có cái mình tham, không biết cái khả năng của chính mình để sử dụng. Cho nên mình cố được, sinh viên không có tiền mà cố mua xe hơi, không có tiền mà cách nào, coi chừng là sẽ bị đi sai đường. Có được đồng tiền để mua như thế là coi chừng mình bị nạn. Do chính mình thôi, lòng tham của chúng ta không có control được, không có kiểm soát được. Mà cho nên nói cho các vị thấy như vậy, thấy rằng cuộc sống còn nhiều thứ rất đẹp mà chúng ta phải chiêm ngưỡng. Chẳng qua là nó bị bao trùm bởi cái việc mà lăng tăng của những người mà không cho cái chất tu học làm ra thôi. Giống như cái gương nó bản chất là sáng bởi vì bụi bám. Đừng cho gương nó là mờ bởi vì do bụi, chứ phải gương đó không phải là cái tánh sáng, gương không có. Cuộc đời cũng vậy, không có đau khổ và cũng không có hạnh phúc đâu. Nó chỉ là khách quan vô tư. Nó có chứa đựng tất cả những cái mà chúng ta cảm nhận được. Thì bây giờ chúng ta đi vào đời, chúng ta phải nên chọn những cái tốt chứ. Chọn làm sao, lại sống làm sao đi vào đời sống để chọn được cái an lạc, chọn cái hạnh phúc mà chúng ta sống. Chứ tự nhiên sao mà chọn thì vô ngay cái cuộc sống khổ sở mà chúng ta vô làm gì mà vô. Là do chính chúng ta. Vì vậy cho nên rằng nếu người biết tu tập, trong một cái bùn lầy đó là có hoa sen, nương theo đó phát triển để tỏa ngát hương thơm. Trong cuộc đời khổ đau mà con người đều gọi là đau khổ đó, chúng ta vẫn sống với nó, hòa nhập với nó, nhưng mà chúng ta vẫn có được an lạc, bởi vì tâm chúng ta đã có chất tu niệm. Cho nên sống trong ca ta bà, nhưng tâm hồn chúng ta đang sống trong cảnh Phật là do tâm chúng ta có tu hay không. Khỏi đi đâu cả, biến cõi ta bà này thành thế giới của chư Phật, nếu như tâm chúng ta đã thanh tịnh. Khỏi mất vé máy bay, khỏi phải cầu mong nhiều. Ngay cả hôm nay chúng ta an lạc tự tại, đó là chúng ta đang sống trong cảnh giới Phật đấy. cảnh giới Phật chỉ chứa cho những con người có tâm hồn an lạc, tự tại, giải thoát thôi, chứ không có chứa một cái thân tứ đại đầy phiền não, đầy tham vọng, đầy tất cả những cái lăng tăng nữa. Thế giới chư Phật không có cái đó. Cho nên tất cả chúng ta tu đều muốn trở về thế giới chư Phật. Mình phải biết thế giới chư Phật nó nằm ở đâu, là thế giới vô tướng. Thế giới chư Phật là gì? Là cảnh giới thanh tịnh. Chúng ta muốn đến được đó, tâm mình phải thanh tịnh mới vô được. Còn không thì tôi đứng ngoài chơi, có thế thôi. Cho nên một ngày chúng ta phải làm chủ điều chỉnh áp lực cuộc sống. Có nghĩa là chúng ta phải giảm bớt đi cái áp lực căng thẳng và cái sự tranh đua, cái sự tham lam là do chính chúng ta tự tạo. Cái gì không đủ sức là chúng ta giảm bớt ra, hạn chế lại. Cái gì đủ sức, ngang tầm. Như vậy chúng ta sẽ có được cái niềm an lạc. Cuộc sống không làm cho chúng ta áp lực. Phải nhớ một điều này tôi đã nói. Mà tự chúng ta làm cho chúng ta áp lực. Đừng đổ thừa cuộc sống và xã hội. Đó là nhu cầu. Ai muốn tồn tại trong thế giới thực tế thì chúng ta phải nương quyết tâm. Như thành phố Hồ Chí Minh này là kinh tế đứng đầu của đầu tàu của Việt Nam. Ai sống trong thành phố Hồ Chí Minh là buộc phải tích cực và phải năng động và phải lanh lẹ và phải thông minh và phải chịu khó mới tồn tại được thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu mà ai muốn tàn tàn, không học, lười học, không phấn đấu thì về quê mà sống. Nó thế thôi, đó là do chính chúng ta thôi. Đúng mà. Cho nên rằng nếu một người biết sống, ở thành phố chúng ta cũng có được an lạc, về quê chúng ta sống vẫn có sự an lạc. Như vậy người đó mới là người biết sống. Thả đâu cũng được an lạc cả. Bởi vì thế giới chư Phật nó ở khắp nơi, chứ không phải ở về quê mới an bình. Đó là tự mình làm cho mình an bình hay không, chứ không phải hoàn cảnh. Hoàn cảnh chỉ là một thôi. Nói như vậy các hòa thượng ở đây đạo cao đức trọng chống trong thành phố Hồ Chí Minh như thế này và các vị vẫn có được an lạc. Tại sao chúng ta không được, đúng không ạ? Cho nên nói tóm lại, cái chủ đề điều chỉnh áp lực cuộc sống là nhằm để khuyên tất cả Phật tử chúng ta hãy nên lắng động một giây phút, quay về chính mình, kiểm soát tâm của mình làm sao điều độ, điều hòa, chỉnh lý lại cho cái tâm tham chúng ta nó giảm lại, cái sự ước muốn chúng ta nó giảm lại, và cái sức lực của chúng ta, công việc chúng ta phải giảm lại bằng với cái khả năng của chính mình. Như vậy là cái pháp tu của đạo Phật muốn nói cho chúng ta có được một cái sự an lạc thực tế trong cuộc đời này. Chứ không phải đạo Phật dạy chúng ta là tránh đi cái áp lực, phải giải quyết được nó. Muốn được như thế thì không ngoài cái chất tu của chúng ta. Cho nên thật tu, thật học, quay trở lại vấn đề, học thật kỹ về giáo lý của Phật, tu thật nghiêm túc về giáo lý của Phật, chúng ta sẽ thấy được cái tuệ nó phát sanh từ trong tâm hồn của chúng ta. Chính cái đó là cái gốc mà chúng ta có thể đạt được mọi cái cuộc đời này. Mà có cho chúng ta đau khổ, chúng ta vẫn không khổ đau. Đó là cái chìa khóa vạn năng. Nếu người có được trí tuệ, đó là cái chìa khóa để mở toang cánh cửa cuộc đời. Và khi một người có trí tuệ thì nhìn cuộc đời rất là khách quan, vô tư, an lạc, tự tại. Mặc dù mọi người vẫn bị đau khổ, chúng ta vẫn được an lạc. Cho nên hơn nhau cái chỗ chất tu. Vì vậy khuyên các vị, một ngày sống cho nên đáng để sống. Sống như thế nào có lợi cho mình và người khác, cho đất nước, xã hội và cho Phật giáo chúng ta. Như vậy là chúng ta đã mãn nguyện. Đừng mong cầu nhiều. Cái gì mà có thể chết mang đi được thì cái đó chúng ta nên trân trọng. Cái gì chết để lại thì chúng ta nên tạm thời lưu lại để sử dụng cho phương tiện khi chúng ta còn sống thôi. Đừng chấp vào nó mà coi nó là phương tiện. Thì ngay tại lúc hiện tiền chúng ta đã giải thoát rồi. Hãy tạo cho chúng ta có một niềm vui an lạc trong nội tâm. Sống trong cuộc đời này chúng ta mới giảm bớt được áp lực. Vì vậy cho nên mỗi con người có được một cái chỉnh lý như vậy thì cuộc sống đâu có còn là áp lực nữa. Và hai chữ áp lực này nó sẽ cất vào trong kho tàng của viện bảo tàng rồi. Mà phải xuất hiện cái chữ an lạc. Cho nên khóa tu một ngày an lạc này mong tất cả Phật tử chúng ta, mỗi chủ đề chúng ta phải tìm ra được một cái chân lý, làm sao áp dụng cho chúng ta sống được một ngày được an lạc thì chúng ta mới tới tu an lạc. Mở ra an lạc mà tới đây tu, không an lạc thì đừng tới tu làm gì. Phải không? Phải biết được giá trị an lạc là thế nào. Chỉ mỗi ngày thôi này, một ngày thôi. Một ngày hôm nay chúng ta an lạc, ngày mai chúng ta tiếp tục tu để được an lạc. Một ngày, cứ một ngày qua bao vào mày. Chứ đừng có tu mà ham cả năm an lạc, chưa chắc xa lắm. Mỗi ngày là mỗi ngày. Người trí là sống thực tế. Chúc các vị mua luôn tìm được một cái con đường trung đạo để mà giảm bớt được áp lực cuộc sống, và chúng ta tự tạo cho cuộc sống này trở thành một cái sự nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn. Hạnh phúc an là do chính chúng ta có khả năng hay không. Khả năng đó là do chúng ta có chất tu ở mức độ nào để chúng ta có thể giảm bớt được áp lực cuộc sống. Hy vọng rằng tất cả những người đệ tử Phật của chúng ta đi vào trong cuộc đời với một cái tâm an lạc, tự tại, tuệ giác như vậy, thì mỗi con người chúng ta trở thành một đóa hoa sen tỏa ngát cho cuộc đời đầy những cái màu sắc đức hạnh của một con người chúng ta. Xã hội sẽ đi lên nếu như con người biết có sự tu tập và ý thức trở lại để có thể làm cho cuộc sống thăng hoa hơn. Chúc các vị mãi mãi an lạc trong chánh pháp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.